Thank you.
dụ ngôn hạt giống tự mọc lên. Marco chương 4 từ câu 26 đến câu 29. Người nói: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Dụ ngôn hạt cải. Marco chương 4 từ câu 30 đến câu 32. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Kết luận về các dụ ngôn. Marco chương 4, từ câu 33 đến câu 34. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Hội thánh ở Roma vào thời thánh Matthew viết tin mừng là một hội thánh bị bắt hại dữ dội. Thiên Chúa như vắng mặt, như lặng thinh, như khoanh tay. Nước Thiên Chúa đã được Đức Giêsu khai mạc, nay có vẻ chững lại trước sự tấn công của đế quốc Roma. Hai dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay có ý đem lại niềm hy vọng cho các Kitô hữu đang xao xuyến. Dụ ngôn đầu mang tên là dụ ngôn về hạt lúa tự mình lớn lên. Có người gieo phải hạt giống trên đất, không thấy nói đến chất lượng của hạt giống hay của đất, cũng không thấy nói đến nỗ lực của người gieo trồng, dù hẳn người này có tưới nước bón phân. Điều được nhấn mạnh là tiến trình tăng trưởng của hạt giống. Hạt giống cứ tự mình lớn lên qua nhiều giai đoạn. Nó mục nát đi để mầm nhú lên, thành cây vươn lên khỏi đất. Cây lúa có những lá lúa non đầu tiên, rồi trổ đồng đồng, sau cùng là bông lúa mang những hạt lúa nặng trĩu. Người gieo hạt không hiểu được tiến trình này. Anh ta chỉ biết hạt lúa đã đi con đường của nó, con đường nhiệm màu, âm thầm, không dễ nhận ra, từ một hạt lúa thành nhiều hạt lúa. Bất chấp anh ngủ hay thức, ban đêm hay ban ngày, hạt lúa vẫn cứ đi, cứ lớn, không ai cản nổi. Và kết cục là một mùa lúa chín vàng chờ người gặt hái. Đối với Đức Giêsu, nước Thiên Chúa cũng giống hạt lúa, cũng lớn lên từ từ theo một cách thức mà người gieo không hiểu được
không thấy được. Trong dòng lịch sử, nước Thiên Chúa có lúc như bị vỡ vụn bởi nội bộ chia rẽ bè phái, bởi sức ép của bạo quyền, hay bởi sự hư hỏng của chính những nhà lãnh đạo. Nhưng thật ra, nước Thiên Chúa vẫn lớn lên, thanh luyện qua sóng gió, và nhờ sóng gió vẫn được Chúa dắt đi an toàn vào con đường chông gai. Con người hẳn phải đóng góp cho nước Thiên Chúa, nhưng như Thánh Phaolô viết: "Tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên." Như thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Với đức tin, nhìn lại 2000 năm qua từ thời Đức Giêsu, ta không thể không thấy sự tăng trưởng của nước Chúa. Vì nước này là công trình của Thiên Chúa, nên chúng ta cũng không dễ thất vọng khi gặp khó khăn, cũng không coi là do công của mình khi nước ấy tăng trưởng. Chúng ta vẫn phải khiêm tốn đọc kinh lạy Cha mỗi ngày: "Xin Cha làm cho nước của Cha mau đến." Dụ ngôn thứ hai cũng đem lại niềm hy vọng lạc quan. Nước Thiên Chúa như hạt cải nhỏ xíu lúc được gieo xuống đất, sau lại trở thành bụi cây cao lớn cho chim trời đến làm tổ. Đàn chim là hình ảnh của các dân tộc trên mặt đất. Bụi cải khổng lồ là hình ảnh của nước Thiên Chúa. Nước này sẽ trở thành nơi trú ngụ bình an cho mọi người. Chúng ta tin vào kết cục viên mãn của nước Chúa. Thiên Chúa có cách đưa nước ấy đi vào lòng người. Ngài thường dùng những con đường khó hiểu, khó chịu, như khi Ngài để cho con Ngài cứu độ nhân loại bằng thập giá. Ngài hay dùng thất bại để dẫn đến thành công. Khi nhìn hội thánh hôm nay, với bao thách đố liên tục, với bao vấn đề nóng bỏng, không dễ có câu trả lời, với những đổ vỡ và thất bại, sai lầm và yếu đuối, chúng ta không được nản lòng, mất kiên nhẫn và đức tin. Chúng ta tin Thiên Chúa là chủ dòng lịch sử. Ngài đang bắt muôn loài phải quy phục Đức Kitô, để cuối cùng Thiên Chúa là tất cả cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, những hạt cải Chúa gieo vải cách đây 2000 năm nay đã thành cây cao cho chim trời rủ nhau trú ngụ. Những men nhỏ bé được Chúa vùi vào khối bột đã làm bột dậy lên để trở thành tấm bánh thơm ngon cho thế giới. Sau 20 thế kỷ, các môn đệ Chúa không còn là nhóm 12 bé nhỏ, nhưng các Kitô hữu đã bằng gần 1/3 dân số thế giới. Chúng còn được mời gọi xây dựng nước Chúa trên trần gian cho đến khi tất cả mọi người nhận biết và tin yêu Chúa. Xin cho chúng con đừng mặc cảm
vì người Công giáo chỉ là thiểu số trên quê hương Việt Nam. Nhưng xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ. Hôm nay, chúng con phải tiếp tục làm việc như Chúa, gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng, trở nên chất xúc tác để biến đổi môi trường sống. Và chúng con biết rằng sớm muộn cũng sẽ thành công, vì tin rằng Chúa vẫn cần mẫn làm việc với chúng con.